Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 135 nâng cấp cực đẹp với một cái người chủ thích chơi chọi. Cái chiếc Easter 100 độ hôm nay có một cái màn lột xác vô cùng ngoạn mục. Khi hiện tại đã chiếc xe toát ra được nét đẹp nóng bỏng đầy cái sự gợi cảm. Đặc biệt hơn toàn bộ trang bị nguyên bản trước đây của Yamaha đã sẵn sàng được người chủ của nó chơi chọi hơn để thay mới bằng những món đồ chơi đỉnh hàng hiệu về mặt ngoại hình lẫn hiệu năng. Từ khi xuất hiện thị trường Việt Nam thì cái cảm hứng Rainbow Asset 15 Costa luôn là một trong những cái dòng được anh em chơi xe ưa chuộng. Lực bóp rất dịu nhẹ nhưng không kém phần chính xác. Vì vậy cái dòng cảm hứng này có mức giá hơn 7 triệu là một chuyện bình thường. Nhưng với người chủ có chiếc Easter 100 độ hôm nay vẫn bất chấp mức giá cao và cố gắng sổ được bằng được của cái mẫu này để cải thiện cái cảm giác bóp thắng cho con xe cưng. Xuất hiện ở dàn tay lái với cái đèn cushion vách 2 tầng, một cái món đồ chơi đem chút ánh sáng mạnh mẽ, tự tin cho người sử dụng khi di chuyển vào ban đêm. Chứ hết cái đèn cushion vách 2 tầng còn lưu lượng tiêu thụ điện năng nó khiêm tốn hơn, tăng cái độ bền bỉ của bình ắc quy. Mặt tiền chiếc xe hầm mẫu hơn rất nhiều với cặp đèn xanh trước đến từ của thị trường Hy Lạp, một cái dòng Triton X100 gắn một cách rất dễ dàng cho cái bộ đời của chiếc X100 sản xuất vào năm 2010. Nhưng lại có một đặc điểm xi nhan trước zin ở chỗ là bề mặt của nó tràn bì, không nằm gọn ở bên trong dàn áo nhưng đối với xi nhan ở zin. Heo thắng của con xe hôm nay là cái dòng Fando Blitz 2 bit, cứ kết hợp đĩa thắng mà người chủ đã tự gia công rất độc đáo. Cái chiếc thắng này đặc biệt ở chỗ là ở giữa lòng đĩa và nửa đĩa có một cái khoảng hở nhất định để ngăn chặn nguy cơ cái đĩa thắng đã bị biến dạng do quá trình là nhiệt rất lớn khi vận hành. Dùng thanh mảnh quyển chuyển nhưng cái dàn cầm đùm liền của chiếc Easter độ hôm nay nó trông rất là cứng cáp khi được trang bị cái phần liền của Excel ASEAN đen tuyền. Một cái điểm là chúng ta cần phải để ý đó chính là sự nổi bật hệ thống thắng và bộ đùm trước sau khi trang bị bộ điện này. Cái combo Titan trên cái chiếc xe hôm nay là mẫu combo thịnh hành nhất thời điểm hiện tại. Nó được uống từ Titan nguyên khối, không có cái mẫu hàng, bắn laser thêm cái dòng chữ là Overracing, tương đồng một cách hoàn hảo với những cái mẫu bồ của thị trường Nhật Bản. Nguyên thủy cái chiếc Instagram độ hôm nay được trang hai trang bị cái che sên ở 2 tầng. Tuy nhiên cái sự kín đáo lại không được đẹp mắt. Người chủ định là bỏ hoàn toàn, xử lý lại bằng cái ốc che sên ở bên dưới góc zin, đồng thời lắp thêm một cái chiếc che sên của Yamaha XR rất là sắc sảo, vừa che được có thể khoe được một cái bộ ba như cù đĩa CNC, đĩa tải CNC hay là cộng sinh DD vàng óng ánh. Với một cái phục holding hiện tại, mình tin chắc nhịp độ nhún nhảy của con xe nó trở nên ổn định hơn rất nhiều. Người chủ còn kỹ tính hơn lắp thêm một cái miếng mica che phục để vỏ phục và tay phục không bị xuống cấp cho những tác động bên ngoài. Về cái tính cách chơi chọi được thúc đẩy của người chủ hôm nay đã được nâng cấp con xe cưng một chiếc áo đỏ rực tạo cái sự bắt mắt, khiến cho không ít người đi đường phải chú ý khi em ấy đi trên đường phố. Suet dọn chất chơi với một cái dàn trang bị công nghệ đỉnh cao. Cái chiếc Suet độ hôm nay được người chủ định hướng phong cách chuẩn của Race Boy với dàn trang bị thiệt đình đám. Dù với nhiều món đồ chơi hàng hiệu xịn sò nhưng người chủ cũng biết cách kết hợp với nhau tạo ra một cái tổng thể đẹp lôi cuốn. Cái cụm tăng đầu tiên chúng ta giới thiệu là cái cụm tăng Uma. So với dòng Domino thì cụm tăng này làm cho người chơi nó chắc chắn, tạo ra cái sự độc đáo hơn. Trên cụm còn có luôn cái nút đề, được người chủ không muốn trên cái phần tay lái có một cái khoảng trống nên đã gắn cái cụm đề Domino cho con xe của mình. Cái đồng hồ nguyên bản đã được thay mới bằng cái chiếc đồng hồ của MX. Ngoài những thông số như tốc độ xăng vân thì với màn hình LCD nó còn hiển thị một vài chức năng như giờ quất, vòng tua máy cũng khá tiện lợi. Cái viền đồng hồ được nhúng carbon kết hợp logo Race Boy cho cái dàn đầu bớt sự chống chảy. Cái cụm công tắc nguyên bản chỉ đáp ứng được nhiều nhu cầu, người chủ quyết định lên luôn cụm Henwis. Ngoài những chức năng nâng cấp vaccine đèn ưu tiên thì mẫu này có nút đề và công tắc mở động cơ, nếu thích có thể bỏ luôn qua cụm này cho gọn. Phía bên trái chúng ta thấy có sự góp mặt đèn trợ sáng, đèn này hỗ trợ thêm nhiều ánh sáng hơn cho con xe, giúp người chủ tự tin hơn chạy ở những cung đường tối. Cái đèn được điều chỉnh bằng cái nút nhỏ, màu hình bánh lái thuyền cũng rất là thẩm mỹ. Cái rổ trước được gắn vào chiếc xe mục đích phục vụ cho những cái việc chở hàng, đi chợ hoặc là mua sắm. Trên rổ còn trang trí bản tên của Thái nhìn cũng đỉnh mắt. Còn cái dàn chân chiếc xe được nâng cấp cái mầm Race Boy 8 cây màu bạc. Mẫu này cũng rất liên lạc với tông màu chủ đạo của chiếc xe. Để thắng trước là dòng của Gaffer bắt vào mâm thông qua cái lồng đĩa CNC sắc sảo. Heo thắng thì vẫn dùng heo zin nhưng được kết tân bằng cách nhúng carbon.
Chợ lực Magic bắt heo theo che heo. Cái thông số nhất chiếc xe, một sản phẩm được chế tác từ vật liệu titan. Cái sự sặc sỡ của nó góp phần là một cái điểm nhấn con xe hôm nay. Chứ hết bất công dụng là giúp phần nào đó trong quá trình là tản nhiệt chiếc xe tốt hơn. Chi tiết bình dầu là một trong những cái chi tiết kiểm đánh lừa người xem, vì tháng sau vẫn tận dụng tháng đùm. Cái đảm bảo hiệu năng nhún nhảy chiếc xe được an toàn hơn với một cái phục reservoir bình dầu. Khi gắn phục này, người chủ hy sinh một chút chiếc áo để quá trình nhún nhảy không bị cạc cứng vào gì phục. Lấp lót ở đây chúng ta còn thấy các chân sau được nhún carbon sắc sảo. Tuy chiếc xe có cấp mặt của rất nhiều chi tiết đặc sắc như vậy, xám, vàng, xanh biển, nhưng chúng được phối với nhau cách hài hòa, không làm cho chiếc xe bị rối mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký kênh, nhớ like, subscribe.